Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 143 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện thì các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo tập trước lại nói, lúc bây giờ Chu Nhược Cận nghe thấy hai từ thủy thư được thốt ra từ miệng của Dương Lăng một cách chính xác như vậy thì sắc mặt liền tái đi. Gã vốn định quay lại tìm cuốn sách trông chẳng có gì nổi bật ở trên giá sách đấy, người khác có nhìn thấy cũng không đọc được, hiểu được hoặc cũng không muốn đọc, nhưng vẫn nhẫn nhịn được mà không quay người lại mà tìm kiếm. Dương Lăng đã đọc tên chính xác hai chữ đó rồi thì cuốn sách đó rõ ràng là đã rơi vào tay của hắn, còn tìm kiếm làm gì nữa đây? Sao, người cũng hiểu được thủy thư ư? Người có thể kiên nhẫn đi tra xét hết đống sách này của ta sao? Thiên ý đã vậy rồi thì còn gì để nói nữa đây? Chu Nhược Cận lẩm bẩm ở trong miệng, Dương Lăng lắc đầu đáp lời. Thật hổ thẹn, ta không hiểu gì về thủy thư cả, ngay cả đến đại thiên tài tinh thông tạp học bách khoa như Dương Thận cũng không hiểu. Thế nhưng thật là trùng hợp, một tiểu binh dưới trướng của ta lại là hậu nhân của quỷ sư thủy tộc, ông ta đọc được những chữ đấy. Lưới chờ lồng lộng chỉ là chưa đến lúc mà thôi, chứ không phải bỏ sót bao giờ cả, có phải không nào? Người tạo ra một kế hoạch hoàn hảo, thế nhưng chính hồng nhan tri kỷ của ngươi cũng là một vị chức nữ, lại là người đã gián tiếp phá vỡ nó. Sự ghen tuông và lòng chiếm hữu ngươi của cô ấy đã trở thành một con dao phá vỡ đi cái kế hoạch hoàn hảo đó của ngươi. Nói thật là hiện tại ta thật sự tin rằng chính là Chu Mộng Ly cô nương đang âm thầm dẫn ta ra khỏi đám mây mù, mang manh mối đến đặt vào tay ta kìa. Dương Lăng cười mỉa mai nói, chắc hẳn ta nên cảm ơn Thác Bạt cô nương, đằng sau thành công của mỗi người đàn ông đều có một người phụ nữ. Mà không đúng, ở trong thời đại này là một nhóm những người phụ nữ kìa. Và hiển nhiên người phụ nữ của ngươi đã đứng sai vị trí, lại đứng ở phía trước ngươi. Chu Nhượng Cận cười khổ sở mà nói, hóa ra là như vậy, yên nhiên nữ. Nhà đầu ngốc này, ngoại trừ nàng sao ta có thể để ý đến những người phụ nữ khác được đây? Những chuyện có thể nói được với nàng ấy thì sao ta lại không nói cơ chứ? Nàng ấy yêu ta, quả là đã quá yêu mất rồi. Dương Lăng ngây người nghĩ thầm, người anh em này chắc hẳn từ nhỏ đã bị mất cân bằng tâm lý, khao khát mãnh liệt một sự độc chiếm tình cảm. Nhưng hắn lại có thể thản nhiên coi sự ghen tuông thái quá, sự gò bó cực độ đến không còn một chút tự do nào của Thác Bạt Yên Nhiên là sự ái mộ lớn nhất đối với mình. Thật không ngờ còn cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc như vậy. Dương Lăng cười nói, chú thích và những văn bản của ngươi không có một chút liên quan nào cả. Ta còn nhớ đó là những con số như Bảo Linh, Lưu Liệt, 3002, rồi thì Bảo Linh, Lam Đình Thủy, In Bản Thứ, Lưu Huệ, 7004, Mi Huyện, Bành Hữu Đạo, 1001, vân vân. Còn có những địa danh như Miêu Di Tàng này nữa. Ngươi đã từng nghe qua vụ án kê vàng gạo trắng ở kinh thành chưa vậy? Lấy hạt kê vàng tượng trưng cho vàng, gạo trắng tượng trưng cho bạc, rồi lại lấy mấy đấu mấy thăng đại diện cho bao nhiêu vạn lượng. Ta đã từng xem qua những thứ đấy, vậy mà còn không nhìn ra được những con người bất trị này hay sao? Những con số này là đại diện cho số lượng binh mã của họ là bao nhiêu, thì hai nha môn nội sướng của Cẩm Y Vệ ta chắc cũng không cần phải ở lại đây nữa đâu. Đã có sự hoài nghi đó rồi thì ta không thể nào mà không nghĩ đến việc ngươi đi du ngoạn sơn thủy, thăm thú danh làm thắng cảnh. Hơn nữa còn có vị cô cô chạy chủ của miêu tộc mà ngươi có quan hệ thân thiết kia nữa. Nhưng vấn đề là ở chỗ, nơi đó hoang sơ hẻo lánh, đã không có danh lam thắng cảnh, lại chẳng có sông rộng núi cao để mà thăm thú hưởng thú, thì ngươi tới nơi đấy để làm gì? Từ đó ta đã điều tra những nơi mà những năm gần đây ngươi đã từng đi qua, thì không thể không để lòng nghi hoặc được. Còn cả chuyện trang viên của đại ca ngươi nữa, thế tử không lo được đến chuyện trang viên đều nhờ ngươi chăm nom. Ngươi lại mượn danh thế tử để mượn hai khẩu đại pháo của vệ sở. Pháo thì năm bữa nửa tháng mới cho nổ có một lần,
Thế nhưng lượng thuốc pháo ngươi mượn thì quả là không ít đâu. Số thuốc pháo đó đã đi đâu rồi? Tứ xuyên địa hình hiểm trở, không tiện dùng đại pháo, nhưng thuốc pháo có thể dùng để chế tác ra những trang bị khác như súng bắn, hỏa tiễn, thì đối với vùng rừng núi này lại là những thứ vũ khí lợi hại. Hoặc có thể lấy mẫu để người khác nghiên cứu ra thuốc súng tự dùng cho quân đội của mình, thì những lý do đó càng có sức thuyết phục hơn. Dương Lăng tự chế giễu mình mà cười nói tiếp. Thế là một Gia Cát Lượng được sinh muộn là ta đấy, mới đột nhiên nhớ tới những việc đã chứng kiến nhưng đã bị ta bỏ qua rồi. Dòng dõi nhà Thục Vương đời đời đều là hiền vương cả. Thế nhưng cũng chính trong dòng dõi của Thục Vương, không phải con cháu đời đời đều là những người hiện tại anh minh. Trước tiên là con trai của Hiến Vương Chu Xuân là Chu Duyệt Tôn, đã từng âm mưu cùng với Cốc Vương làm phản. Rồi Chu Duyệt Cù cũng từng có âm mưu xoán ngôi Thế Tử Chính Tông. Lại còn có một vị được ban cho cái chết, nguyên do vẫn còn chưa được công bố cho thiên hạ được biết kìa. Chỉ là cũng là do vương vị mà thôi. Nay lịch sử lại được tái hiện phải không? Vậy thì đã sao chứ. Vận mệnh của ta là do ta chứ không do trời. Ngay cả do trời định thì ta cũng sẽ xoay chuyển lại. Chu Nhượng Cận cười đắc ý nói tiếp. Tiểu Linh Tử truyền thụ võ công cho tất cả ba người. Ta và đại ca là thân phận của chủ tứ, nên chỉ coi là nửa đầu đệ của ông ta mà thôi. Còn người thứ ba là một thị vệ trong phủ của một vương gia. Đó mới chính là đồ đệ thực sự của Tiểu Linh Tử. Đao pháp của y không kém ta đâu. Ta đã phái y đi đến nhà lao để hạ sát đại ca, diệt trừ hầu họa rồi. Phụ vương không còn cơ hội để đón được huynh ấy ra nữa rồi. Dương Lăng dùng mình, kinh hãi mà nói. Ngươi, lẽ nào bây giờ ngươi không lo sợ người khác nghi ngờ mình hay sao? Ngươi phải biết rằng khi chưa có chiếu mệnh chính thức của hoàng thượng thì vương gia có thể thu lại mệnh lệnh và bãi ngôi thế tử của ngươi bất cứ lúc nào. Chu Nhượng Cận chớp chớp mắt cười đáp lời. Ồ, vậy thì có liên quan gì đến ta đâu. Người của ta bắt được một thị vệ của Tĩnh Thanh Vương Phủ, lấy được thẻ bài của gã. Y đã cầm đi lệnh bài của Tĩnh Thanh Quân Vương. Vào đến trong ngục rồi, sẽ có ngay một màn cánh đại ca phản kháng giết người. Rồi tại hiện trường sẽ có thị vệ của Tĩnh Thanh Quận Vương. Người trong thiên hạ biết chuyện đều sẽ cho là Tĩnh Thanh Quận Vương không cam tâm con gái mình bị làm nhục và hại chết, bèn tự mình dùng hình mới giết người. Ta còn đang ở đây, ở trong cái vương phủ này để tiến hành đại lễ kế nhiệm ngôi vị, thì sao ta có thể hay biết chuyện gì cơ chứ? Ta lại còn phải đi tế bái cho đại ca nữa chứ. Dù sao thì đó cũng là huynh đệ thủ túc của ta mà. Dương Lăng bị cái vẻ vô liêm sỉ đấy của Chu Nhượng Cận chọc cho đến giận run cả người, phất mạnh ống tay áo một cái rồi mới lên tiếng. Người không sợ ta đã nói chuyện này cho Thục Vương hay sao? Hoặc đã thông báo cho những quan viên khác hay sao? Chu Nhượng Cận thản nhiên đáp lại. Người sẽ không cư xử không biết chừng mực như vậy đâu. Người đã điều tra vụ án trong vương phủ rõ ràng như vậy, người người cũng biết như thế rồi. Hôm qua chính Dương Lăng ngươi đã điều tra ra đại ca của ta là hung thủ, chẳng phải cũng đã trực tiếp đến gặp phụ vương ta rồi hay sao? Người có từng nói qua cho những quan viên khác được biết hay sao? Phụ vương ta biết chuyện thì mọi chuyện cũng đã thành như vậy rồi. Đại ca đã chết rồi, ông ta chỉ còn có một người con trai là ta nữa thôi. Sự lựa chọn duy nhất đã là sai thì phải theo cái sai đến cùng. Sự nối dõi của giống nòi gia tộc Thục Vương đang nằm trong tay của phụ vương. Ông ấy chắc chắn sẽ coi trọng điều đó hơn tính mạng của con trai mình. Ông chắc chắn sẽ không để cho gia đình Thục Vương ta bị tuyệt tự thất truyền như vậy. Chu Nhượng Cận nhìn lý láo một hồi rồi nói tiếp. Những người biết chuyện này ngoại trừ ngươi ra thì không quá một đến hai người. Hơn nữa trong mắt của ngươi, một kẻ đang bị dồn vào cùng đường như ta đây có thể làm ra được những gì đây? Trong đám người này 10 người thì có đến 8-9 người là được ngươi mang tới vương cung này, sẽ không còn đường để lui nữa rồi. Ta có thể giết chết tất cả mọi người của ngươi. Hôm qua thích cách trong cung hành thích thì đương nhiên hôm nay cũng có thể quay lại hành thích được. Ngươi thấy có đúng hay không? Ta còn có thể thông báo cho đám người của ta ngay lập tức ra tay hành động. Trước khi ngươi mang toàn bộ vật chứng về đến kinh thành thì tất cả mọi thứ đều đã thay đổi rồi, khiến cho hoàng đế không thể điều tra ra được bất cứ điều gì khác khả nghi cả. Sẽ không làm gì được ta đâu. Ta thậm chí còn có thể nắm hết quyền lực trong tay của mình, tức thời phát động binh biến, tạo phản đoạt quốc kìa. Dương Lăng không tin nổi nhìn Chu Nhượng Cận lắc lắc đầu nói. Đổ điên, ngông cuồng. Cho dù là ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể kéo binh tạo phản, thì ngươi tưởng rằng rời khỏi cái đất Thục này có thể dễ dàng đoạt lấy thiên hạ như vậy hay sao? Quân đội triều đình Nam Bắc đánh ép lại, chưa đến 10 ngày, đại quân của ngươi sẽ phải vỡ tan. Ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể rút lui về Tứ Xuyên.
dựa vào địa hình hiểm trở mà phòng thủ mà thôi. Thậm chí có khi còn bị triều đình truy sát đến còn chẳng có đường lui kìa. Kết cục cuối cùng lại như Đô Trưởng Man, trở thành một dã nhân nơi biên hoang mà thôi. Chu Nhượng Cận cười lớn ha hả từng tiếng, hứng khởi mà đáp lại. Người quả thật rất có tài, trên thế gian này cũng chỉ có ta mới hiểu được tài năng của Dương Lăng ngươi thôi. Hay là ngươi hãy đi theo ta, ta sẽ trọng dụng ngươi, sẽ mạnh dạn sử dụng tất cả những chính sách của ngươi đưa ra, ví dụ như thay đổi chính sách thuế, trọng nông hưng thương, cường quân luyện võ, khởi xướng thuyết học mới. Dưới trướng của ta, ngươi có thể thỏa chí tung hoành, trở thành một danh tướng trị quốc đại thần. Sao, ngươi thấy sao? Sao, đi theo ngươi ư? Ngươi tin ta sao? Ta đương nhiên là tin ngươi rồi, chỉ cần ngươi khẳng định đầu quân cho ta thôi, ta còn gì mà không tin tưởng ngươi được cơ chứ? Khẳng định đầu quân cho ngươi ư? Ngươi muốn lấy đầu của ai đây? Đó là phụ vương của ta, vốn dĩ định để cho ông ta hôm nay tham dự đại lễ của con trai mình, rồi ngày mai vì bạo bệnh mà qua đời. Thế nhưng không sao, chết trước một hôm cũng không vấn đề gì cả. Đổ cầm thú. Thì thắng làm vua, thua làm giặc. Người hậu thế sẽ chỉ ca ngợi đại đế anh minh thần võ, chứ không gọi hoàng đế là cầm thú đâu. Tiền tổ của đương kim hoàng thượng, từ khi khởi binh Yến Kinh, nhờ chính biến ở Tĩnh Nan mà có được thiên hạ. Ngày ấy cũng đã từng bị trung thần hiếu tử tên là Tụ Hữu mắng là đồ cầm thú. Kết quả là Tụ Hữu bị cắt mất tay, mũi để cho ngày ấy ăn, rồi lại bị ném vào chảo dầu nóng. Trong nhà có một vợ và hai con gái thì bị đày vào làm kỹ nô trong quân trại. Con trai lớn xung quân, con trai thứ bị làm đầy tớ cho nhà quan. Tất cả bọn họ đều bị ngược đãi đến chết đi. Chết rồi thì xác vứt làm thức ăn cho chó. Ta nghe nói Dương đại nhân có vợ đẹp, thiếp xinh, đứa con út cũng vừa mới chào đời. Ngài có muốn đi lại vứt cha cũ không? Dương Lăng vừa tức giận vừa cười nói. Ta mới khen ngợi ngươi thông minh, tinh duệ, thì ngươi lại ngay lập tức biến thành một tên điên dại, ngông cuồng rồi. Ngươi hãy đoạt được thiên hạ đi, rồi hãy tính chuyện hại ta. Đoạt thiên hạ có gì mà khó chứ? Bên cạnh chính đức có một trúc đài, còn một đài hiện đang bị phá hủy ngay trước mặt ta rồi. Đài kia đang ở kinh thành thì khí thế ngất trời. Ngươi tưởng rằng chỉ có một mình ta có dã tâm tạo phản thôi sao? Hiện giờ trong kinh thành tình thế cũng đang nước sôi lửa bỏng. Nếu như ta tạo phản, lập tức sẽ có người ủng hộ, đồng thời cắt đứt đường máu Nam Bắc kìa. Quân đội do đồng minh của ta xuất trận, thuận dòng đánh xuống, đánh đến Nam Kinh, khống chế được vùng đất màu mỡ phồn hoa Giang Nam rồi. Kho lương của đại binh đã nằm trong tay của ta, thiên hạ tất sẽ loạn. Đồng thời đại quân của ta xuất thục nhập Tần, Thiểm Tây năm nay được mùa bội thu, quân lương đầy đủ, đại quân của ta có thể liên tiếp đánh đến Kinh Sư được. Biên quân phía Bắc chịu sự khống chế của bộ tổng Thát Đát Ngõa Lạt sẽ không dám manh động. Tây Bắc ta có thể phát động trong người tạng nổi loạn, khiến cho quân đội Cam Thiểm vùng Thanh Hải không dám chi viện. Mà cho dù bọn chúng có dám xuất quân đi chăng nữa, thì đợi đến khi tới được kinh thành thì lúc đấy cũng chỉ là một đống đổ nát mà thôi. Chính đức đã bị đánh bại, đại cục thiên hạ đã được định loại. Cũng giống như năm xưa Yến Vương đánh bại Kiến Văn vậy, rắn mất đầu thì bọn chúng cũng chỉ đành cúi đầu mà xưng thần với ta mà thôi, tôn ta là vương. Dương Lăng người là vương gia, hiểu chuyện binh sự, người thấy kế hoạch của ta ra sao? Dương Lăng thở hắt ra một hơi lạnh lẽo. Một kế hoạch cướp ngôi hoàn hảo. Trong triều đình không có người tài, ở địa phương hoặc trong dân gian, dù có nhân tài đi chăng nữa thì cũng không thể dùng được. Chỉ cần lấy được kinh đô thì là có thể nắm bắt được thế cục rồi. Không phải là có khả năng thành công, mà là hoàn toàn có thể thành công. Thế nhưng đồng minh của y là ai đây? Còn nữa, lẽ nào là Ninh Vương sao? Ninh Vương chịu đứng dưới trướng của Chu Nhượng Cận hay sao? Đúng rồi, chỉ e là tất cả bọn chúng đều đã sắp định sẵn âm mưu của mình rồi. Thế nhưng Ninh Vương có thể là đối thủ của Chu Nhượng Cận hay sao? Chu Nhượng Cận nhìn thấy sắc mặt của Dương Lăng xấu dần đi thì không kìm được cười hỏi. Dạo sao, người chắc cũng đã nhận thấy những gì ta nói là không phải hư cấu, cũng nhận thấy đó là một kế hoạch hoàn mỹ có thể thực thi được đúng không? Chỉ cần ta lấy được ấn tín và binh phù của Thục Vương thôi, có được sự giúp đỡ và ủng hộ của bách tính đất Thục thì có thể tiến hành kế hoạch này rồi. Cũng chỉ cần Dương Lăng ngài đồng ý, ta sẽ ngay lập tức tìm một lý do nào đấy để mời phụ vương tới đây. Tới lúc đấy có ta là đứa con trai hiếu thuận của ông ấy đây, có ngài là Khâm Sai đại nhân, lại có cả hộ vệ cận thân rất mực trung thành với phụ vương là Tiểu Linh Tử. Tất cả đều nói rằng phụ vương đột nhiên phát bệnh mà chết đi, sẽ không có bất cứ một ai nghi ngờ cả. Là sống hay chết chỉ trong một suy nghĩ của ngài thôi đấy.
Một đế vương tự tin có sức mạnh sẽ dám trao cho trọng thần của mình quyền lực và sự hậu thuẫn lớn nhất kìa. Còn ta sẽ không ngần ngại một chút nào để hậu thuẫn cho ngài, khiến cho ngài có thể trở thành công thần thiên cổ, giống như võ hầu vang danh nghìn năm. Dương Lăng, ngài đã có quyết định chưa vậy? Dương Lăng lắc đầu cười nói, ta làm Gia Cát, còn ngươi lại làm Lưu Bị. Chỉ cần nắm được binh quyền trong tay thì dã tâm của ngươi sẽ chỉ có ngày càng lớn thêm, liên tục mà phát động chiến tranh, khiến cho bách tính môn dân không được sống yên ổn. Thứ mà ngươi muốn không phải là thiên thu vạn tuế, mà là có thể gây dựng cho mình uy danh truyền đời. Ngươi là một kiêu hùng, nhưng lại không thể mang đến cho dân chúng cuộc sống ấm no hạnh phúc được. Chu Nhượng Cận đang định phản bác lại thì Dương Lăng đã tiếp tục nói, Thế tử sẽ không chết đâu. Khi người của ngươi đến được nhà lao thì sẽ phát hiện ra rằng trong phòng giam của thế tử có đến 4 người mang theo nào là những cung nỏ và súng. Họ đều là 4 tay mắt mà ta đã đặt ở chỗ quan ngục Cố đại nhân từ trước đó. Thế tử không chết, Thục Vương sẽ không còn lý do gì để phải bảo vệ ngươi được nữa rồi. Ngươi còn đừng để lui hay sao? Chu Nhật Cận vừa tức giận vừa kinh ngạc mà thét lên, Ngươi quả là to gan, chưa có mệnh lệnh của ám sát ti mà dám tự mình mang phạm nhân ra khỏi ngục hay sao? Dương Lăng cười đáp lại, sao, còn muốn ra dáng thế tử với ta hay sao? Chu Nhật Cận thét lên một tiếng thật lớn, nắm đấm như đao lao thật nhanh về phía Dương Lăng. Người đàn ông râu que nón đứng ở góc tường kia bỗng chốc lao như bay tới. Hai bên giao đấu ba hiệp, Chu Nhật Cận bay người lùi về phía sau, ánh mắt nhìn kỳ quái hỏi, Ngươi là ai? Người đó khẽ thở dài, giương tay vuốt lên mặt mình một cái. Lông mi, tóc, râu đều là giả, thậm chí màu da, hình dáng đôi mắt cũng được thay đổi, cố ý khiến cho chiếc mũi trở nên dài rộng hơn. Tài năng hóa trang của Cẩm Y Vệ quả đúng là độc nhất vô nhị. Chỉ có mỗi làn da được dùng nước gừng để bôi lên thành màu vàng là nhất thời chưa thể hoàn dạng được. Chu Nhượng Cận thất sắc mà thốt lên, Đại ca! Nhượng Cận, ta chưa từng biết đệ lại hận đại ca đến như vậy. Nhượng Cận, kỳ thực thì võ công của đại ca không kém hơn đệ, chỉ là trong một lần luyện công, đệ bị bại giết ta. Sau đó ta phát hiện ra đêm, đệ bèn tỉnh dậy khổ luyện. Luyện công cho đến khi hai tay đều đỏ ửng cả lên. Ta nghĩ thương đệ của mình hiếu thắng, nên sau này khi giao đấu với nhau, ta đều cố ý để lại vài phần thực lực. Ta chỉ là không muốn làm tổn thương đến tình huynh đệ của chúng ta thôi. Nhưng có những thứ không phải là ta muốn nhường là có thể nhường được. Dương Lăng quay người đi ra ngoài, đi ra đến bên cửa, nhìn vào bên trong, chỉ nhìn thấy quan mũ của Chu Nhượng Cận bị hất xuống sau một trường của đại ca hắn. Sách, vụn gỗ, những mảnh sách của y phục, tất cả bay tứ tung trong phòng. Tất cả đồ đạc dưới những đòn quyền điên loạn của gã đều bay nhốn nháo trong không trung, tựa như những mảnh vỡ, hạt bụi vụn vậy. Chu Nhượng Hủ vẫn chưa rút đao. Cũng trong lúc bấy giờ, một nhát đao điên cuồng. Cuồng xa trên đại sa mạc như thế nào thì nhát đao này có sức mạnh gây sợ, khủng khiếp như vậy. Lúc bấy giờ Ngũ Hán Siêu và một cao thủ Cẩm Y Vệ được điều đến, đều đang lùi từng bước lớn, sượt dài. Tên cao thủ Cẩm Y Vệ đấy thân thủ không bằng Ngũ Hán Siêu. Tuy Ngũ Hán Siêu đã đỡ cho gã đại bộ phận các nhát đao, nhưng gã vẫn bị chém nát cả y phục. Trước ngực có lớp giáp mềm bảo vệ, thế nhưng cánh tay đã bị chém một nhát, máu tươi đang tuôn chảy ra. Ở trước mặt Thục Vương là một đám quan lại có gương mặt như màu đất. Dương Lăng từ trước đã sắp xếp cho Ngô Hán Siêu và một cao thủ khác cải trang thành một tên hầu, giả bộ lang thang đến trước kiệu của Thục Vương. Chờ đến khi ông ta bước chân vào trong điện thì làm ra vẻ có một chuyện muốn nói với Thục Vương, để cố ý tách Tiểu Linh Tử ra. Sau đấy sẽ nói cho Thục Vương biết âm mưu của Tiểu Linh Tử. Trong thiên hạ này có mấy ai có thể đỡ được đao của ta đấy? Ta muốn ở lại thì dễ, còn ta đã muốn đi thì trong thiên hạ này có ai ngăn được ta đấy? Tiểu Linh Tử thường ngày nhỏ thó, khô héo tựa như một cái bóng của người khác vậy. Thân hình còm cõi lại mang đến cho người ta một loại cảm giác tựa như một cự nhân kim giáp, ngạo nghễ thiên hạ, uy phong vô song. Đoàng một tiếng, từ thái dương huyệt phun trào ra máu tươi. Trước mắt mọi người, Dương Lăng thổi nhẹ đầu súng, theo thói quen lên đạn, sau đó tra súng vào thắt lưng rồi thản nhiên nói, Võ công trong thiên hạ không gì là không thể phá được, chỉ có hỏa khí súng đạn là không phá được thôi. Dương Lăng nhìn một lượt những người chứng kiến tại hiện trường đang há hốc miệng kinh ngạc, làm ra vẻ như không có chuyện gì. Hắn liền ra lệnh, mau khiêng đi. Là ta đã hại chàng ấy sao? Lúc bấy giờ Thác Bạt Yên Nhiên mặc bộ y phục màu đỏ, đầu còn đang đội trang sức khỉ phục, hiển nhiên là vô cùng kiều diễm.
nhưng gương mặt diễm lệ đấy lại đang vô cùng tuyệt vọng và đau khổ. Nàng quỳ xuống trước mặt của Chu Nhượng Cận đã bỏ mạng, đờ đẫn vuốt lên gò má vẫn còn thoáng chút kinh ngạc của gã. Nhượng Cận, Nhượng Cận. Yên Nhiên nhớ lại những tháng ngày hai người cùng nhau du sơn ngoạn thủy, thổi sáo gảy đàn, đôi mắt đẹp lung linh ấy giờ đây mọng nước và buồn bã đến mất hồn. Nhớ lại lúc còn đang trong ngục, cắn chặt lấy cánh tay của chàng ấy, Nhượng Cận chỉ nói: "Ta quen rồi." Ánh mắt lúc đó của Nhượng Cận là sự cưng chiều, yêu thương hết mực, đồng thời không có bất cứ một chút cảm thấy phiền nào và châm biếm nào cả. Yên Nhiên nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay của Nhượng Cận, vết răng cắn hôm đấy vẫn còn y nguyên. "Nhượng Cận, là ta đã hại chàng, ta sẽ đòi lại công bằng cho chàng." Thác Bạt Yên Nhiên cúi đầu nhìn đôi mắt đầy vẻ không cam tâm, tự trong đôi mắt đấy hai dòng lệ vẫn đang trực trào ra, tia lạnh lẽo đau xót càng ánh lên mạnh mẽ khiến cho người ta phải kinh hãi. Một cảnh tượng giống như trong hí kịch vậy. Nhị Điện Hạ bị bỏ tù đầu tiên cuối cùng chính là hung thủ phạm tội, chứng cứ vô cùng xác thực. Đại ngục thành đô một tiếng súng vang lên làm dấy lên một trận xôn xao. Người bên ngoài cho là có người sắp vượt ngục, tức thì đao thương soàn soạt, một đám ngục tốt chen chúc vào trong đại lao. Bốn cẩm y vệ bị nhốt trong đại lao, một chút giác ngộ của tù phạm và con tin cũng không có. Bốn người chuẩn bị rượu và thức ăn, hăm hở chè chén trong lao. Bất ngờ có vài người xông vào, mấy tên phạm nhân lập tức đứng lên la lối om sòm một trận. Thích khách bên ngoài sững sờ, thị vệ phủ Tinh Thanh quận vương bị kèm hai bên liền những cơ hội bỏ trốn. Mấy tên thích khách vừa rút binh khí ra, cẩm y vệ bên trong đã nổi cáu, lấy súng kíp, tụ nỏ, đánh tới hoa rơi nước chảy. Đồ đệ của Tiểu Linh Tử, võ nghệ cao cường kia tuyệt đối không ngờ người trong phòng giam lại có súng kíp, ngực đã trúng một súng, máu chảy ròng ròng, võ công lập tức giảm đi nhiều. Gã là người duy nhất lao ra khỏi nhà tù, lúc ra đến cổng chính thì đã bỏ mình. Những thích khách khác bị mấy tên phạm nhân trong lao chỉ huy bắt người, giết người, mấy tên thích khách cũng chết tức tưởi. Thần kinh của Thục Vương dường như đã chết lặng, hai đứa con trai cứ như thế, như đèn kéo quân rủ nhau ngồi tù, rồi ra tù, còn gì kinh sợ hơn đây. Thật không ngờ, lão Điểm Tĩnh chủ trì xong đại lễ thế tử, kế vị, được người đỡ về hậu cung, lúc này mới hôn mê bất tỉnh. Lý Sâm không tham gia lễ thế tử kế vị, dẫn thân binh của Dương Lăng và vị lão đinh chiến sĩ thủy tộc kia cầm bản thảo đã được phiên dịch tới. Y bí mật dẫn nhân thân tới Bảo Ninh, cùng nhân mã cầm y vệ, nội sưởng, đông sưởng, tây sưởng, rồi lại tập hợp dân tráng, sai nha của quan phủ, chọn ngày tốt, giờ tốt, toàn thể ra quân, bắt đầu một cuộc truy bắt lớn. Tướng phòng giữ Lưu Lãng là bà con xa với Lưu Liệt, trước tiên thiết yến mời y đến nhà uống rượu, sau đấy hét lớn một tiếng, đè y xuống đất. Thủ lĩnh bị nắm giữ, người của Lưu Liệt âm thầm tập hợp đã như rắn mất đầu, nhất thời đại loạn, đại bộ phận đều bị bắt. Số nhân mã Chu Nhượng Cận lôi kéo ấy ở Bảo Ninh là nhiều nhất. Nơi đó rất nghèo khổ cho nên bị một số người có ý mê hoặc, dân chúng dễ tụ tập tạo phản ngay. Theo suy đoán của Dương Lăng, sang năm sẽ đưa vào trồng trọt cây nông nghiệp kiểu mới, tuy rằng không phải thuốc vạn năng giải quyết hết thảy những vấn đề mâu thuẫn xã hội và giàu nghèo như vậy, thế nhưng ít nhất giúp nông dân cũng có chút cơm ăn. Mà dân chúng người Hán có thể nói là con dân trung thành nhất, phải ăn rễ cây vỏ cây đã lâu, thấy quan lão gia vẫn còn cung kính, chỉ cần có thể ăn no bụng. Ngoài bị tà giáo mê hoặc ra, nơi có mưu đồ khác, số đồng ý tạo phản cực nhỏ, cho nên hắn chỉ ra lệnh chặt đầu kẻ phạm tội, những người khác không truy cứu. Đợi cuộc sống được cải thiện, tâm làm phản của bọn họ tự nhiên cũng sẽ tiêu tan. Về phần những địa phương khác liên quan đến tội phạm, có thể bắt thì bắt. Liên quan đến bộ tộc khác mà được Chu Nhượng Cận hứa hẹn là thủ lĩnh Thổ Ti bị Chu Nhượng Cận lừa theo tạo phản, sau đấy lại muốn lôi kéo Thổ Ti xuống nước, Dương Lăng một bực chuyển giao các vị Thổ Ti tự mình xử lý. Nhờ bọn họ ra mặt, thứ nhất có thể tăng thêm lòng kính cẩn của họ với triều đình. Và lại, người đứng đầu trong tộc ra mặt, tộc dân bên dưới cũng sẽ không hùa theo tắc loạn. Phải xử phạt những tù trưởng có dã tâm là có thể ít làm tổn hại đến mạng sống của những người này. Triều đình và các bộ phận Thổ Ti phân công triển khai một cuộc vận động thanh tẩy lớn trong nội bộ thật oanh liệt. Đối với những đại Thổ Ti có quan hệ mật thiết với Chu Nhượng Cận, thứ nhất, chứng cứ quá ít, thứ hai, liên lụy quá lớn. Dù sao nguyên nhân của tai họa đã trừ, Dương Lăng chỉ bóng gió cảnh tỉnh bọn họ một chút, đồng thời sai bảo người của ba xưởng một vệ sau này tăng cường giám thị, khống chế những người này, tư liệu khác chuyển giao cho thế tử, chưa tiến thêm một bước nào cả. Việc này xử lý xong, Dương Lăng phải trở về kinh. Hắn cũng thật nhớ nhà như dao cắt. Phong cảnh nơi này vẫn đang hợp lòng người, nhưng e là trận tuyết đầu tiên đã phủ xuống Bắc Kinh rồi,
có thể không vội được sao? Sắp tới cuối thu, tuy là đất Ba Thục này sau cơn mưa cũng thêm vài phần lạnh lẽo thê lương, thế nhưng phong diệp trên núi đã đỏ như lửa. Thục vương, thế tử, quận chúa, còn cả quan viên lớn nhỏ thành đô, việc xong liền đưa tiễn khỏi thành một quãng xa, lúc này mới trở vào thành. Bên cạnh Dương Lăng có hơn 200 thân binh thị vệ, còn lại là 2.000 binh mã Lý Sâm phái đi. Về phần lăng binh của Tống Thiệu Ái đã được Tống Tổng Binh xuất lĩnh trở về Quảng Tây rồi. Nàng là tộc trưởng, chỉ huy hơn 10 vạn dân chúng bên dưới, không thể không về xử lý một chút. Khi hết thảy đã xử lý xong xuôi, nàng tự dẫn một bộ phận dũng sĩ trắng da nguyện ý gia nhập quân binh vào kinh tìm Dương Lăng nương tựa. Đương nhiên, mục đích của người ta chủ yếu vẫn là tình lang. Đại quân quanh co dần dần từ đường bằng quẹo vào đường núi gập ghềnh, biến mất giữa đám sương mù trong núi. Dưới một gốc cây phong, một nữ tử xinh đẹp thướt tha đang ngồi. Bên cây có xe, bên xe có tỳ, chẳng khác nào một bức tranh thủy mặc duyên dáng. Phong diệp đỏ như lửa, gió đến lá rơi nhẹ nhàng tha thướt, dừng bên cạnh của nàng, dừng trên vạt áo của nàng, trên tóc, làm cho gương mặt xinh xắn như tiên càng thêm phần diễm lệ. Nàng khoanh chân ngồi trên đá, ngọc tiêu ghé trên đôi môi mỏng manh màu đỏ, âm thanh du dương cất lên từ chiếc sáo ngọc màu xanh lục. Nhờ gió thu thổi cùng phong diệp bay lượn hòa vào không khí, mang theo làn điệu thản nhiên mà đau thương. Thanh âm nghẹn ngào ấy dường như có nói cũng không hết những tư niệm. Thanh âm vô cùng nhu tình, nhưng cũng làm cho người nghe cảm nhận được cõi lòng tan nát cùng nỗi bất đắc dĩ kia. Gió động, cây động, tiếng địch của nàng cũng động. Chỉ có con người thanh tao lịch sự, u nhã, tĩnh mịch là nàng giống như bất động vậy. Trước mặt của nàng, một đại hán tóc quan đang quỳ, thân hình tráng kiện ấy rắn chắc như sắt đá đúc nên. Mặc dù đang quỳ ở kia vẫn giống như một người khổng lồ. Tiếng địch còn chưa ngừng, gã cũng cúi đầu nghiêm nghị, vẫn không nhúc nhích. Qua một hồi lâu, tiếng địch du dương dừng lại. Thiếu nữ buông ngọc tiêu bên môi xuống, bàn tay nhỏ trắng nõn nà, tinh tế nắm chặt lại, khớp xương cũng căng lên, giống như trắng bạch tới trong suốt vậy. Nàng hung hăng ném lên đá, ngọc nát rồi. Bà vượng, ý ta đã quyết, chuyện ta đã quyết rồi, cũng chưa có ai dám trái lời cả, ngay cả cha ta cũng không, người nên biết điều đấy. Thanh âm giòn lạnh như trâu trên ngọc, cực kỳ băng giá. Đại hán bỗng nhiên xoa xoa hai tay, cúi đầu chống đỡ trên mặt đất, vẫn không động đậy. Thiếu nữ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh của gã, một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng dừng trước đầu vai gã. Người là đệ nhất dũng sĩ Cụ Lạp, nhưng người kia quá lợi hại, không phải chỉ dựa vào vũ lực là có thể đối phó được đâu. May mắn vì việc diệt trừ bộ phận còn sót lại của Nhượng Cận, nên hắn ở lại thành đô, thêm được mấy ngày này giúp ta có thể ung dung chuẩn bị. Nàng từ từ ngẩng đầu, ánh mắt long lanh thanh đẹp xuất trần xuyên qua tán phong diệp dưới ánh mặt trời, tản ra một hào quang ấm áp, mềm mại và thánh khiết. Nhượng Cận vì ta mà chết, có lẽ đây chính là ý trời. Ta đây đành mượn thiên uy tới giết Dương Lăng, đền mạng cho Nhượng Cận. Ta tin, bất kể như thế nào, lúc này đây hắn cũng sẽ không chạy thoát được, trừ phi hắn cũng là Khổng Minh chuyển thế kìa. Thác Bạt Yên Nhiên thản nhiên cúi đầu nói, bà vượng, tâm nguyện của ta đành nhờ ngươi hoàn thành rồi. Đại hán nặng nề dập đầu sát đất, không nói một lời. Sau khi chuyện thành công, ngươi lập tức trở về Cụ Lạp, xe kiệu của ta có thể sẽ tới chậm một chút. Hai mắt của Thác Bạt Yên Nhiên có một vẻ đẹp kinh diễm, lại chói mắt hơn cả phong diệp dưới ánh mặt trời kia. Thi thể của Nhượng Cẩn đã phái người trộm về rồi, mời vu sư trung tộc chăm sóc chú đáo, an táng ta và huynh ấy cùng một chỗ. Ngươi về nói với cha ta, đây là do ta tự lựa chọn, không liên quan đến bất kỳ kẻ nào cả. Bảo ông đừng vì chuyện xảy ra mà gây thêm rắc rối. Ba Thục hiện giờ không giống với ngày xưa, mặt khác các tộc đều đang kiềm chế. Lúc này mà vọng động tất sẽ gây ra tai họa, tộc nhân của chúng ta cũng không chịu được đâu. Ba vượng lại dập đầu một cái thật mạnh, ánh mắt của Thác Bạt bỗng nhiên trở nên linh hoạt, sắc bén, dùng giọng điệu bén nhọn mà nói. Người phải nhớ kỹ, ta chỉ có một yêu cầu, ta muốn tất cả phải cùng chôn cùng, không có bất kỳ kẻ nào sống sót cả. Ba vượng cuối cùng cũng nói, tiểu tử hiền tâm, ba vượng nhất định làm được. Đi thôi. Thác Bạt Yên Nhiên vỗ vỗ vai gã. Ba vượng giống như một tòa núi khổng lồ, di động, ầm ầm đứng dậy, đi đến bên tảng cây, phi thân lên ngựa. Quất roi phóng ngựa chạy như bay, biến mất sau con đường nhỏ trong núi. Tiểu thư. Một nha hoàn nơm lấp lo sợ gọi nàng. Thác Bạt Yên Nhiên nhẹ nhàng cười nói, muội không phải sợ, trông nom ta trở về, cha ta biết tính tình của ta, ông sẽ không trách muội đâu. Nàng xoay người đi được vài bước về phía đầu đường, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, gió thổi làm dây lưng lụa trên chiếc eo nhỏ của nàng phất phơ trong gió như muốn bay lên.
đại kỳ khâm sai màu đỏ vàng xuất hiện, Thác Bạt Yên Nhiên lộ ra ý cười ở trên môi. Dương đại nhân, đợi ta tới, tiễn ngươi một đoạn đường. Dương Lăng nhìn thấy Thác Bạt Yên Nhiên, trong lòng hơi kinh ngạc. Chu Nhượng Cận vì cướp vị trí thế tử, giết muội, hại huynh, thậm chí còn muốn giết cha, thật là tội ác tày trời, khó có thể khiến cho người ta thông cảm được. Nhưng Thác Bạt Yên Nhiên và gã dù sao cũng mến nhau đã lâu, tình cảm sâu đậm. Một nam tử vĩ đại trong suy nghĩ của mình, người yêu chân thành lại là một người như vậy, chắc hẳn nàng ta cũng rất xấu hổ, không muốn gặp bạn tốt ngày xưa. Mấy ngày nay ở thành đô, nàng ta không ra khỏi cửa, cũng không lui tới chỗ đám người Chu Tưng Nhi, Dương Thận, không ngờ là lại gặp ở đây. Dương Lăng vừa tiến lên gặp mặt, vừa thầm suy nghĩ. Thục Vương gia 5 lần 7 lượt gặp chuyện không may, tuy nhiên cuối cùng là thiên mệnh sở quy. Nhất mạch của Thục Vương trong 9 đời thì đã có 4 lần nghịch tử đoạt trích rồi, toàn bộ đều kết thúc trong thất bại. Có thể đi lên vương vị đấy, quả thật đều là người đứng đầu với đức hạnh cả. Âm mưu của Chu Nhượng Cận được công bố ra, uy vọng của thế tử tăng lên không ít. Đại bộ phận thổ ti các bộ tộc đều biểu thị sự ủng hộ với y. Ta nghe nói Thác Bạt Yên Nhiên làm đại biểu của Cụ Náp, biểu thị ý chúc mừng thế tử, cũng tỏ vẻ Tiểu Kim Xuyên cũng sẽ ủng hộ sự thống trị của thế tử kia. Vậy thì xem ra, mặc dù Thác Bạt Yên Nhiên phát huy lòng đố kỵ của nữ tử tới mức vô cùng nhuần nhuyễn, trái phải sai rõ rành rành, thế nhưng thật ra lại là một vị nữ tử hiểu rất rõ đại nghĩa. Dương Lăng dẫn Đại Bồng Trùy và Ngô Hán Siêu lên phía trước nghênh đón, hắn chắp tay nói: "Thác Bạt cô nương." Dương Lăng chỉ gọi được cái tên, giờ không biết nên nói gì tiếp theo, an ủi nàng ta ư hay nói đùa đây. Chu lão nhị đấy tự mình chuốc lấy, lại nói hai người chỉ là mến nhau chưa có danh phận gì, nàng ta cũng không phải là quả phụ của Chu Nhượng Cận. Bây giờ Chu Nhượng Cận thân bại danh liệt, tự nói với nàng câu bớt đau buồn đi chẳng phải là được cười quá ư? Thác Bạt Yên Nhiên thật ra rất hiểu lòng người, cười một tiếng rồi nói: "Dương đại nhân, Nhượng Cận hắn tự gây nghiệt không thể sống được, là y tự mình chấp nhất, có liên quan gì đến đại nhân đâu. Dã tâm của y bừng bừng, kết bè kết cánh khắp nơi." Thác Bạt Yên Nhiên nói đến đây rồi lại cười tự giễu: "Trước kia ta rất thích quản chuyện của y, ước gì y đều nói mọi chuyện cho ta biết. Vốn tưởng rằng nam nhân như vậy sẽ không giấu giếm điều gì cả, thật không ngờ y lại giấu giếm chuyện lớn long trời lở đất như vậy. Đại nhân công bố y mưu đồ vị trí thế tử, thừa dịp cấu kết tạo sát cục, hại muội dối huynh, sau đó tự sát mà chết. Thế nhưng hiển nhiên không phải đồ ngốc. Bây giờ các bộ phận thổ ti đều đã gột sạch một vài phản nghịch mưu đồ không chịu quy thuận. Bảo Ninh và những nơi khác triều đình đã truy bắt một số đông phạm nhân rồi. Việc này đều có liên quan đến Chu Nhượng Cận đúng không? Y toàn tính thật không nhỏ. Đến lúc đấy chiến hỏa mấy ngày liền, cõi ba thục yên vui biến thành địa ngục nhân gian rồi. Cụ Lạp chúng ta nhất định cũng sẽ phải chịu liên lụy, trăm họ lầm than." Nàng thở dài thật sâu, vẻ mặt hoảng hốt mà nói: "Cũng có lúc ta cũng hoài nghi y thực sự thích ta hay là vì cụ Lạp của ta đây." Dương Lăng nhẹ nhàng vái chào rồi nghiêm nghị nói: "Cô nương, Chu Nhượng Cận tuy làm nhiều chuyện xấu, thế nhưng hắn bác học đa tài, kiến thức lại sâu rộng, trí kế như hổ, thật ra là loài rồng trong loài hổ, thật không thể nghi ngờ là kỳ tài, chỉ là lại dùng vào những ý đồ bất chính mà thôi. Tuy rằng y đã làm nhiều việc phi pháp, thế nhưng trong lòng Dương Lăng ta vẫn vạn phần kính nể. Theo ta thấy, nếu Chu Nhượng Cận sinh gặp loạn thế, hẳn là có thể một thời kiêu hùng làm nên bá nghiệp được." "Chu Nhượng Cận là một kẻ toan tính, thật là bá nghiệp, đối với tiền tài nữ sắc cũng không có hứng thú. Đối với cô nương người, hẳn cũng là thâm tình vô cùng." Dương Lăng biết vậy nên không dám giấu giếm. "Chỉ tiếc một người tài như vậy lại không vượt qua được danh vọng và quyền lực, cứ thế làm bại hoại đạo đức bản thân, làm trái với quốc pháp." Thác Bạt Yên Nhiên vẻ mặt khẽ thay đổi, nhìn Dương Lăng hồi lâu, vẻ mặt trở nên phức tạp, lâu sau mới cười nhạt một tiếng, chỉnh lại trang phục thi lễ nói: "Dương đại nhân thật là một vị quân tử, khó trách Nhượng Cận y lại khen ngợi đại nhân không hết như vậy, như có cảm giác thông cảm lẫn nhau vậy." Sau đó nàng bùi ngùi thở dài nói: "Quen biết nhau lâu, dầu gì cũng có duyên, nghe nói đại nhân phải đi, chuyến này đi rồi đời này kiếp này có lẽ cũng không còn nhiều cơ hội gặp lại nữa. Có thể không tiến một đoạn đường hay sao? Thế nhưng từ khi xảy ra chuyện này, ta ở thành đô thật xấu hổ, không dám xuất hiện trước mặt đám quan viên, đành phải ra khỏi thành trước vậy. Chờ ngài ở ngọn núi này để mà tiễn đại nhân." Lúc này Dương Lăng mới chợt hiểu ra, vội hỏi: "Đa tạ ý tốt của cô nương, đã làm phiền cô nương rồi, bản quan thấp thỏm bất an." Thác Bạt Yên Nhiên cười nói: "Đại nhân đừng khách khí như vậy, ta nào sánh bằng công chúa quận chúa nhà Hán chứ,
không có thật sợ hãi e lệ như vậy. Đại nhân sắp đi, tiểu nữ xin dừng một chén rượu nhạt tiễn biệt đại nhân vậy. Nàng chân thành xoay người đi tới bên chiếc xe, gọi nha hoàn lấy một chiếc khay, hai chén rượu, tự mình bưng tới trước mặt Dương Lăng. Sau đấy lấy túi rượu bên hông ra, cười tươi mà nói: ta vội vã tới đây chỉ để tiễn đại nhân một đoạn đường, quên cả chuẩn bị rượu nước tiếp người rồi. Rượu này như tiếng lòng của nữ nhân, êm ái mà mạnh mẽ, chỉ là nói rõ tức lòng, mời đại nhân uống. Nói xong nàng nâng rượu lên môi một hơi cạn sạch. Cái này... Dương Lăng cũng không tin nàng ta có thể tự hại mình. Cho dù là người nhà phạm tội, là nam nhân tự phạm tội, lớn tày trời như vậy còn có thể vượt qua cửa giết quan tòa hay sao? Thế nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nếu chẳng may lật thuyền trong mương thì phải làm sao đây? Hắn hàm hồ cười nói: lúc nãy vương gia và các quan lại đã tiễn biệt tại hạ rồi, vừa nãy tiểu lực đã không cưỡng nổi, đường núi thì khó đi, cưỡi ngựa thì váng đầu, mà ngồi kiệu thì càng đau đầu hơn, rượu này thật sự là không uống nổi nữa rồi. Thác Bạt yên nhiên cười khinh khách, hai mắt cong lên liếc nhìn hắn, vẻ mặt dù dỗ động lòng người không thể nói hết được. Rượu tiễn biệt sao có thể rút lại được, tiểu lực của đại nhân đã không cưỡng được, vậy tiểu nữ thay mặt đại nhân uống chén rượu này vậy. Nếu nhị thúc đã có ý, vậy uống nửa chén rượu tàn này đi. Dương Lăng không biết phải làm sao, nhớ tới câu tiểu phan cô nương nói với Võ Tòng, liền khẽ giật mình. Nhìn đôi mắt đẹp vô ngần, đôi môi đỏ ngậm chén sứ, quỳnh tương ngọc dịch nhấp môi cạn sạch, thế chẳng phải vô cùng quyến rũ hay sao? Nhân gian tuyệt sắc, làm sao không khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui cho được. Thác Bạt yên nhiên uống cạn rượu, đặt chén lại trên khay, rồi lên tiếng cười nói: tiễn đại nhân rồi, tiểu nữ cũng phải về cụ lạp đây, vậy từ biệt ở đây vậy. Dương Lăng như chút được gánh nặng, vội vàng chắp tay: vậy cùng tiễn cô nương vậy. Thác Bạt yên nhiên lễ phép thi lễ, xoay người chân thành đi về phía xe ngựa của mình. Chiếc keo là lướt, dáng đi nhẹ nhàng tuyệt đẹp. Nàng mặc y phục nhẹ nhàng màu sáng, gió thu thổi tung làn váy, ống tay áo bằng lụa xanh của nàng cũng làm nổi bật chiếc khăn tay bên thắt lưng của nàng, lộ ra trên khăn tay thêu một đôi uyên ương nghịch nước. Trong lòng của Dương Lăng âm thầm thở dài, cũng trở về xe ngựa của mình. Xe ngựa và đại quân của Dương Lăng xen kẽ mà đi. Thác Bạt yên nhiên ngồi trong xe, má trắng như tuyết dần dần đỏ bừng, giống như hoa đào hé nở lần đầu, càng thêm vẻ kiều diễm. Tiểu lượng của nàng ngàn chén không say, không thể tưởng tượng được rượu này lại lợi hại đến như vậy. Thị tỳ ngồi đối diện lại sợ không ổn, cả người nhanh chóng run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Thác Bạt yên nhiên cười nhạt nói: có ai mà không gian không dối đây, chỉ biết mắng một mình những cận của ta thôi sao? Sau đó Dương Lăng chẳng phải giáp mặt chỉ nói thẳng nói bậy thôi sao? Sợ ta hạ độc vào rượu sao? Vốn thấy những cận có vẻ phần tán thưởng y, vừa rồi với nói với y những lời đấy cho y một kết cục tốt đẹp. Người những cận để ý không quá nhiều, hai người ở nhân gian không làm bằng hữu được, vậy thì đến địa phủ sẽ gặp nhau nhiều đấy, có thể là một đôi huynh đệ tốt tâm đầu ý hợp. Đáng tiếc y lại phụ lòng tốt của ta, muốn thay đổi hoàn toàn mà đi gặp nhượng cận, bộ dạng ghê tởm kia ta không cần nhượng cận để ý tới y. Nàng liếc mắt nhìn thị tỳ theo hầu một cái, rồi thản nhiên nói: muội sợ cái gì chứ, ta sẽ đi gặp nhượng cận ở bên huynh ấy, không chia xa nữa kìa, muội không vui mừng thay cho ta hay sao? Vui mừng không vui à, vui mừng. Tỷ nữ đáng thương không biết nói sao cho ổn, mặt đã tái xanh, răng cũng đánh vào nhau lập cập. Thác Bạt yên nhiên cười ha hả, nhẹ nhàng vuốt ve làn da non mềm của mình, hàm răng trắng nõn cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, dáng vẻ quyến rũ mị hoặc không nói nên lời. Qua một lát nàng mới chậm rãi nói: đây là phương pháp đại vu sư làm ra từ kiểu hoa sơn, rồi lại phối hợp với rượu độc ong bí truyền làm thành kỳ dược. Một chén này 3.000 lượng bạc cũng không mua nổi đâu. Uống nó vào rồi, thân thể của ta sẽ không bị thối rữa, vĩnh viễn duy trì dung mạo của mình ngày hôm nay. Rồi nàng che miệng ngáp một cái, trong sóng mắt long lanh không biết là men say hay là vẻ ủ rũ, rồi trở nên mông lung. Nàng giống như một con mèo lười, nhẹ nhàng ngả trên tháp. Thùng xe không rộng, quần áo đắp ở trên người, chiếc eo nhỏ nhắn thoát lại, cặp mông đầy đặn đẹp đẽ, bờ ngực phập phồng như đôi chim bồ câu. Dáng vẻ ấy bất luận có hành văn như thế nào cũng không thể miêu tả được. Thác Bạt yên nhiên như mê nói: nhượng cận, huynh muốn làm hoàng đế sao? Đều tại muội làm hỏng đại sự của huynh cả, hại huynh mất mạng. Hiện giờ hoàng đế Đại Minh cũng không cho dùng người tuấn táng nữa rồi, muội bắt hơn 2.000 người tuấn táng theo huynh, huynh đừng trách muội có được không? Tiếng nàng ta càng lúc càng thấp, mi mắt chậm chậm khép lại, lông mi thật dài phủ lên mí mắt, tiếng nói nhẹ nhàng mà ngọt ngào:
Yên nhi thể với huynh, muội muội không bao giờ đố kỵ nữa đâu, không bao giờ quan tâm đến mọi chuyện của huynh nữa. Muội chỉ ở bên huynh, cận kề bên cạnh huynh thôi. Nhượng Cẩn, đợi muội, muội muội đến đây. Thân thể dịu dàng, nhẹ nhàng lắc lư trên xe ngựa. Thác Bạt Yên Nhiên giống như một tiểu mỹ nhân xinh đẹp ngủ say, như khóm hải đường xuân, mái tóc đen của nàng rủ xuống cánh mũi. Nếu như nhìn kỹ mới có thể thấy được, tiểu mỹ nhân đang ngủ này đã không còn thở nữa. Thị tỷ đi theo hai mắt trợn to, sợ hãi đưa tay che miệng mình, nước mắt không ngừng rơi lã chã. Tại đỉnh kê quan trên kê quan lĩnh, vách đá cũng không biết đã mấy ngàn năm, mấy trăm năm, đen nhánh như sắt thép đúc thành, từng tầng dựng đứng trên mặt đất vậy. Dưới vách đá có một con đường nhỏ dẫn vào trong núi. Phía bên phải bụi cây trước nước chảy róc rách là một dòng suối nhỏ. Đối diện dòng suối là một khu rừng tạp, có cây, có trúc, đan xen rậm rạp, lá cây trong sạch mà ướt át. Dòng suối nhỏ vừa phải, tuy nhiên vì hai ngày trước vừa mới có một trận mưa thu, dòng nước hơi rộng và chảy xiết hơn trước. Tiếng nước chảy ào ào không dứt như tiếng ngọc bên tai, giống như một thứ âm nhạc êm tai vậy. Dương Lăng vén rèm kiệu lên, nhìn về phía sườn trái. Trên đỉnh cao mấy trăm trượng, phải thò đầu ra nhìn lên phía trước mới thấy đỉnh núi. Hơn nữa, xe sóc thế này thật đúng là làm cho người ta choáng váng cả đầu óc. Vách núi càng lên cao càng nghiêng ra phía ngoài. Trên cao nhất gần như đã tìm được dòng suối nhỏ phía bên phải, tạo thành hình dáng như mái hiên thiên nhiên. Trừ phi gặp phải cuồng phong từ trong rừng, nếu không mưa sẽ không xối được tới đây. Bởi vậy mặt đất khá khô ráo, mặc dù không hoàn toàn là đường dải đá, xe ngựa cũng không khó đi, nhẹ nhàng mau chóng đã rẽ vào trong sơn đạo. Dương Lăng chuyển sang hướng khác, nhìn các loại hoa cỏ cây cối mọc nghiêng bên bờ sông. Ngồi trong xe quá lâu không tránh khỏi mệt mỏi, Dương Lăng nhàm chán nhìn cỏ xanh và cây bụi ở hạ du bờ sông, còn cả mấy cành cây lá rụng bị gãy. Mưa thu hai ngày trước xem ra cũng không nhỏ đâu, hắn lẩm bẩm rồi ngáp một cái. Bỗng nhiên hắn lại thò đầu ra nhìn vào trong chốc lát, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Trầm ngâm hồi lâu, hắn bỗng nhiên cất giọng nói: "Dừng lại, tạm nghỉ tại chỗ đi." Quan binh đi cũng hơi mệt mỏi, nghe lệnh được nghỉ ngơi tại chỗ, hoan hô một tiếng, chạy đến bên suối mà rửa mặt, uống nước, lập tức chim muông tứ tán. Người ở thượng du làm đục cả nước, người hạ du cười mắng một phen, rồi còn có người nhìn thấy quả cây dại lúc này đang vào mùa, liền leo lên hái xuống, rửa sạch sẽ, ăn ngon lành. Dương Lăng cũng xuống xe, vận động thân thể một chút, quan sát ở khắp nơi. Sau đấy, được thị vệ bảo hộ, lội nước qua sông, dễ dàng vào rừng trúc bờ bên kia một lát. Chim chóc ngàn không yên tĩnh, không khỏi nổi giận vô cùng. Thủy Hoàng Đông Du canh chừng cẩn mật, cờ lọng nghi trượng dập trời. Tới Bắc Lãng Sa, bụi gai sinh trưởng trên núi, khe rãnh ngang dọc, người ở thì thưa thớt, cực kỳ hoang vắng. Có lực sĩ mang theo thiết chùy lớn hơn 200 cân nằm sấp ở chỗ cao, mưu đồ lấy mạng đế vương. Tiếc thay, một chùy Bắc Lãng đánh lầm xe tùy tùng. Thủy Hoàng giận, truyền hịch bốn biển, tìm kiếm tám vùng, truy tìm tên tặc, nhưng hai thích khách vẫn bình yên chạy trốn. Thiên hạ rộng lớn, vẫn tìm không được. Nếu như là thuốc nổ đương thời, số tiền lớn trưng lương không phải mua một đại lực sĩ, mà là một bó thuốc nổ. Trong lịch sử, có thể còn Thủy Hoàng đế nữa hay không? Theo tiếng sấm nổ mạnh, vách núi kê quan đã không còn tồn tại nữa. Triều đình mở ra một đường núi khác. Con đường cũ này, từ nay về sau cỏ cây mọc lại, dã thú thường lui tới. Rất nhiều năm sau, cái tên cây quan lĩnh cũng sẽ không còn. Trừ một số người già, rất nhiều người nhìn thấy rừng cây rậm rạp và núi đá này, vốn không biết nơi này đã từng là một con đường. Thác Bạt Yên Nhiên có tiền, có người, có thuốc nổ. Trong hơn 10 ngày Dương Lăng ở lại thành đô tiếp tục xử lý hoàn tất mọi công việc. Nàng sắp xếp 500 tên dũng sĩ Tiểu Kim Xuyên đồng loạt leo lên ngọn núi cao và hiểm trở, ăn ở trong núi, đào một thạch động trên cây quan lĩnh. Võ công thiên hạ không có gì cứng mà không phá nổi, chỉ có súng ống là không phá được thôi. Dương Lăng hay nói đùa những câu như thế, nàng vẫn ghi nhớ trong lòng. Võ công của chú Nhượng Cận nàng là người hiểu rõ nhất. Sư phụ của huynh ấy võ công như thế nào nàng lại càng hiểu hơn. Mặc dù ông ấy bị trục xuất khỏi Thảo Nguyên hơn 20 năm trời, nhưng cái tên này vẫn được lưu truyền khắp trên Thảo Nguyên. Mà một cao thủ như vậy bị tầng tầng lớp lớp thị vệ ở Thục Vương Phủ bao vây, bị Ngũ Hán Siêu và Sưởng Vệ giáp công, còn có thể ngạo nghễ điềm nhiên, đại nhân vật ngông cuồng ngạo mạn lại bị tên phế vật Dương Lăng trốn trong đám người thình lình cho một phát nát đầu. Một viên đạn súng kíp có thể giết chết một cao thủ khổ luyện võ công mấy chục năm trời, vậy thì chôn một ít thuốc nổ dưới một vách núi hiểm trở hình vòm có phải có thể bốn lạng thắng ngàn cân hay không?
chế tạo ra nơi hiểm yếu mà sức người khó có thể chống lại, như Thái Sơn sụp đổ hay không đây? Đường núi hiểm trở, vách đá cây quan nằm giữa hai thị trấn, cho nên khách thương luôn khởi hành từ sáng sớm, đi qua lúc giữa trưa, buổi tối tới một thị trấn khác, không ai dám dừng lại trong núi. Bởi vậy chỉ có nửa canh giờ giữa trưa là lúc khách thương và người đi đường đông đúc, trừ phi quan binh hành quân trên sơn đạo sẽ không một người khác, bọn họ có trọn vẹn thời gian để mà tiến hành an bài. Được sự giúp đỡ của Chu Nhật Cận, Tiểu Kim Xuyên vốn dĩ có thể chế tạo ra thuốc nổ, mấy thứ thuốc này cũng đủ để làm tan nát sụp đổ chấn động cả một ngọn núi cao và hiểm trở. Dưới sự đề nghị của Dương Lăng, quân đội tìm kiếm ra tỷ lệ tốt nhất sau khi cải tiến uy lực của thuốc nổ. Chu Nhật Cận lấy lý do nã pháo làm kinh hãi lợn rừng, rồi lại giao một đống thuốc nổ kiểu mới cho nàng. Tiểu Kim Xuyên bắt đầu mày mò làm nhái, càng tăng thêm uy lực. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Dương Lăng xuất hiện. Đến khi đại quân của hắn ra khỏi thành, ba vượng phi ngựa tới vách đá kê quan, sai người cấp tốc lấy thuốc nổ lấp đầy thạch động đã được đào sẵn, kết hợp với hỏa dược sợi, sau đấy nấp ở một nơi bí mật gần đấy chờ đại quân tới. Dương Lăng quả nhiên cẩn thận, cho quân nghỉ ngơi bên ngoài vách đá, lại phái người lên núi thăm dò. May mắn là Thác Bạt cô nương làm việc cẩn thận đã sớm dặn dò, ban đêm bọn họ dừng lại ở rừng rậm phía sau. Hơn nữa, để phòng ngừa núi lở tổn hại đến bản thân, bọn họ ẩn nấp khắp nơi trước sau rừng rậm. Sau khi đại quân Dương Lăng nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại đội ngũ, toàn bộ nghi trượng, rồi tiến vào cây quan nhai. Hỏa rực sợi từ hai hướng trước sau đồng thời dẫn cháy, từng tiếng sấm rền nương theo những khối đá lớn, cho đến khi nửa ngọn núi cuối cùng cũng sụp xuống chôn sống đại quân phía dưới. Ba vượng dẫn người cầm đao tiến lên, vẫn muốn nhìn xem còn người nào sống sót hay không. Cả vách núi hoàn toàn sụp xuống, bụi đất cuồn cuộn khắp nơi, dòng suối bị chặn lại, không nhìn thấy đường núi. Hóa ra con đường đã bị biến thành một đống đá. Ngoài trừ chỗ dưới chân ba vượng, một đôi chân tái nhợt vô lực đạp tảng đá cua lên, dù lại không nhìn ra chút sinh linh nào nữa. 500 người phân công nhau tản ra, trốn vào khu rừng rậm. Tối hôm sau, Thục Vương phủ mới nghe tin kê quan nhai sụp đổ. Khách thương buổi chiều gặp trở ngại, quay trở lại thành đô, bẩm báo tin tức cho chi phủ nha môn. Chi phủ nha môn lên tiếng hỏi tình hình sụp đổ, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hai ngày trước mưa lớn, vách núi thiên cổ này còn không sụp, sao bây giờ lại sụp như thế này? Đây chính là con đường Khâm Sai đại nhân phải đi qua mà. Chi phủ đại nhân không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới bẩm báo cho thế tử. Chu Nhượng Hổ nghe nói cũng rất sốt ruột. Tuy rằng thông hành giữa hai trấn còn có một con đường khác, nhưng đó phải lách hơn 100 dặm, đối với bách tính cũng không có gì thay đổi. Điều khiến cho y lo lắng nhất là chuyện này có liên quan gì đến Dương Lăng hay không đây. Lập tức Chu Nhượng Hổ bất chấp sự ngăn cản của người ngoài, dẫn theo 300 tên lính liên doanh cầm đuốc, trời vừa tối liền chạy tới kê quan lĩnh. Khi bọn họ đi men theo khe suối, phát hiện có nửa cánh tay lộ ra ngoài, cùng với mảnh quân phục ở trên người của y, rốt cuộc cũng biết rằng xảy ra chuyện lớn. Ngày hôm sau điều một đại quân tới chỗ đất đá, kết quả trở lại nổi trận mưa to, vật tư quân đội đem theo có hạn, vẫn cần vận chuyển rất nhiều vật tư mới có thể đóng quân ngay lúc này được. Hơn nữa, dưới trời mưa to, việc cứu giúp thu thập thi thể cũng càng khó khăn hơn nữa. Tới ngày mưa thứ ba mới chính thức bắt đầu vận chuyển đá núi, kéo từng hòn đá khổng lồ ra. Đá núi đè khít lên nhau, quả thực không phải may lai chuyển, phải dùng công cụ gì, phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn toàn rời tòa núi nhỏ này đi được đây. Chu Nhượng Hổ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Sau khi đi bên trái lĩnh, phát hiện có dấu vết mấy trăm người từng sống, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là có người cố ý vùi lấp giết Khâm Sai. Tuy nhiên lại không thể xác định thân phận của kẻ đấy. Tảng đá phía ngoài cũng chưa được dọn dẹp sạch. Núi đá lớn như vậy phải rời đến 5 tháng nào đây? Chuyện lớn như vậy không thể che giấu được nữa rồi. Chu Nhượng Cận, Chu Nhượng Hổ sai người bố trí các trạm dọc theo đường núi, lùng bắt nghi phạm, đồng thời gia tăng di rời đá núi. Lại bảo quân dịch trạm, dùng tình báo khẩn cấp vượt 800 dặm cấp báo cho kinh sư, trình lên cho ngự tiền. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 143 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.